Serum trị mụn Lumot Acne có phải kem trộn hay không đang khiến cho nhiều chị em hoang mang lắm. Vì không biết hàng có an toàn không, mà người thì khen đáo để, người thì cảnh báo lo sợ. Hơn nữa, do em này thu hút nhiều chị em tin dùng nên hàng giả nhái nhiều lắm, điều này khiến nhiều chị em hoang mang, không biết mua đúng hàng chính hãng ở đâu là đúng. Vậy sự thật ra sao, thì hãy cùng theo dõi video bên dưới của shop giúp bạn trẻ đẹp để giải đáp các thắc mắc của chị em nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Serum trị mụn Lumot Acne mang đến rất nhiều công dụng tuyệt vời và hiệu quả đối với làn da. Vì vậy không ít người lo ngại sản phẩm là kem trộn. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là kem trộn đâu ạ. Lumot Acne được sản xuất tại Mỹ nên chị em có thể yên tâm sử dụng lâu dài mà chỉ cần phân biệt thật và giả. Hơn nữa, serum trị mụn thiết kế theo dạng lỏng và không phải dạng kem. Không những vậy, serum trị mụn Lumot Acne đã được Bộ Y tế nước ta cấp phép lưu hành trên phạm vi toàn quốc nên vô cùng đảm bảo nhé. Đồng thời, sản phẩm có chứa các thành phần an toàn cho da, nói không với corticoid và có kết cấu dạng lỏng chứ không phải dạng kem. Căn cứ từ những yếu tố trên, thì em serum này hoàn toàn không phải kem trộn, nên các chị em có thể yên tâm tin tưởng lựa chọn sử dụng nhé. Nhưng chị em cũng nên lưu ý mua đúng sản phẩm serum Lumot Acne chính hãng, để không phải mua nhầm kem trộn nhé, vì thường các sản phẩm hàng giả nhái đều là kem trộn đấy. Serum trị mụn Lumot là sản phẩm nổi tiếng ở Mỹ được nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn Minh An. Serum được bán chính thức rộng rãi từ tháng 1 năm 2020 và đã có đầy đủ những giấy tờ kiểm định chất lượng của Bộ Y tế. Serum trị mụn Lumot Acne hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị mụn Lumos, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.